Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Hoài Linh tiễn biệt người thân qua phai tham, mặt tiều tụy thấy rõ, con ở xa không về được, xin lỗi mẹ. đúng 20 ngày sau tang lễ nghệ sĩ trí tài, một người thân trong gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh đã qua đời khiến cho nam danh hài vô cùng đau xót. Sau khi thu xếp ổn thỏa mới đây, Hoài Linh đã có những chia sẻ cuối cùng về lễ an táng người dì quá cố mà nam danh hài mến gọi bằng mẹ, được sao việc và khán giả gửi lời động viên chia buồn sâu sắc. Được biết lễ an táng người thân của nghệ sĩ Hoài Linh diễn ra tại Mỹ, nam danh hài không thể có mặt trực tiếp để nói lời tiễn biệt, mà chỉ có thể ngậm ngùi khóc thương qua màn hình phay tham. Trong hình ảnh Hoài Linh đăng tải, nhiều khán giả nhận ra nét mặt buồn, tiêu tụy của anh bốn khi chứng kiến cảnh tượng chia ly nghị sĩ Hoài Linh chia sẻ, mọi việc đã hoàn toàn tốt đẹp trong sự thương yêu và sắp đặt của ơn trên. Con cảm nhận đó là thành quả mà suốt cuộc đời mẹ đã vun trồng bằng tình yêu thương đối với gia đình và xã hội. Người gì ruột mà con kính trọng gọi bằng mẹ mẹ luôn xem con như con trai. Mẹ hãy hãnh diện vì sự đoàn kết và yêu thương của ba thế hệ dành cho mẹ. Chỉ vì mẹ xứng đáng, con ở xa không thể về được. Xin lỗi mẹ. Nỗi đau mất mát tri kỷ nghệ sĩ trí tài chưa kịp ngu ngoai. Nay lại tiếp tục chịu thêm tan thương tiễn biệt người thân. Nghệ sĩ Hoài Linh đang phải chịu đựng quá nhiều. Ngay lập tức, người hâm mộ gửi lời chia buồn và động viên đến nghệ sĩ Hoài Linh. Hãy giữ gìn sức khỏe và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau quá lớn.